670 cặp. Tí chưa có quà rồi, cảm ơn anh trai nha. Trai trời nha. Dạ dạ. Qua nhậu nhiều hôm nay mặt tỉnh như tí. Cái lon. Ba cái nước không cô? Ba cái bữa. Có sầu riêng gai nhọn nha nè, ví dụ cô bằng bằng tay. Má em có bằng nẹo không? Dạ ba năm chín luôn. Trai ở Mỹ về rồi các bạn, xem YouTube của mình rồi về Việt Nam tìm dựa sầu riêng Phương Trang. À đi tìm 5-6 lần luôn hả? 5-6 lần luôn nè, hỏi cái cô này nè, cô nói chứ là dịp là lâu rồi. À là ngay cái đợt Tết đó hả? À dạ. Ờ Tết nó gì thôi. Dạ. Qua Tết thì cũng lơ lên thôi, cũng bự không biết. Dạ. Bán lại bữa nào? Đắt lắm cho nên hả? Dạ. Dạ đúng rồi. Về lâu chưa anh? 7 tuần. 7 tuần hả? Chừng nào đi? À dạ. Lên mua ăn cho bằng được rồi. Quảng cáo thì nói đi về nuôi ăn cho họ thích mà. Về cái là cô bao tròn đẹp luôn á. Mới mua được cái lần này lần gì á. Tết thôi. Là 4 cái rưỡi à. Bên đó có sầu riêng mà sầu riêng đông lạnh đúng không? Ờ, sầu riêng bên bển là đó là xả đá ra rồi đến nhẩu nhẹ. À. Đắt tiền không rẻ đâu. Mười mấy gần 20 bạc thao. Tính tầm cái sầu riêng đó tầm khoảng 100 đô. Hai chục mấy, bên bển nó vuông cái sầu riêng này là ăn là hơn 100 đô. À, nhưng mà đông lạnh đó anh. À hết. Dạ. Nó bán mười mấy gần 20 bạc. Có một bình 18 đô. Nó đông đá vậy rồi. Nhưng trả ra nó chỗ nhà nó nhẹ. Nhưng mà cái hai nữa. Mua cái sầu riêng thì nó là có khi đã chặt, nó không chặt. Không ngon cái độ gì hết. Cái về Việt Nam ăn sầu riêng tươi cho nó đã. Chắc rồi về được 7 tuần không đi chờ mới lên. Anh ở quận mấy? Quận 9 hả? Nhất. Quận Nhất à? À dạ. Bây giờ là đi ăn luôn hả? À? Bây giờ đi ăn luôn hả? À? Đúng rồi. Không có bán đâu. Dạ, đúng rồi. Trung Quốc nó nhạt mắt quá. Có bạn ở miền Tây với bà hỏi. Dạ.
Món ăn đó thịt bò Thái mà thấy về Việt Nam bò Thái ngon nhất. Cái gì? Đấy là bên bên nước ngoài về Việt Nam ăn bò Thái ngon nhất. Bò Thái. 670 cặp. Đi chợ có quà rồi, cảm ơn anh trai nha. Trai nha. Rồi rồi. Rồi, bye bye anh. Đó, anh trai dễ thương các bạn, ở Mỹ về ghé Sầu Riêng Phương Trang ủng hộ. Đó. Quá đã luôn. Ở luôn đi, làm gì làm. Ok rồi, học mé rồi. Nó hơi nhá. Cái cây mà. Cây. Nó béo kinh khủng. Còn thơm. Em bán hàng đâu, tiệm không có hàng. Thấy được không? Cái đường đi nó muốn nhiều lắm. Mắc tiệm nó lại thôi chứ còn. Cái đồ chỉ bán cái nẻ đầy kia nè. Mấy muối à? Không. Mắc được ngàn ký đầy kia. Đó Sầu Riêng muối đẹp các bạn. Đó nào ra đó bắt ra bắt rồi nãy liền. Quá đã luôn, trái này được 6 muối luôn. Ừ. Chị gái thật tuyệt vời. Nè các bạn, quá đã luôn, chất lượng 465.000, 465 chẳng tiền. Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Hiện tại mình đang ở giữa Sầu Riêng Phương Trang nha các bạn. Đến đây làm video chia sẻ cho các bạn xem về Sầu Riêng Phương Trang, cơm vàng, hạt lép, bao ăn. Ở nguyên giữa Sầu Riêng luôn các bạn, quá đỉnh. Gai rất là nhọn luôn mà tí chuột phơi bằng tay không các bạn. Rồi lò này mấy chục ngàn nè các bạn. Còn lẻ luôn, hai đắt luôn à. Còn nó chừng còn dở. Chị gái lựa thêm cái nha các bạn. Loại ngoài này là 90k nha các bạn. Tiền nào của đấy các bạn. Giá cao thì bao whip, bao cơm nhiều, bao vỏ mỏng. Còn loại 50, 90, 130, 140. Chị gái lấy thêm một trái. Cơm rất là đỉnh luôn các bạn.
ở đây có quà thì đi lắm luôn. Rồi thôi đi hoài đậu. Đấy bên trái được có tốt không? Không đúng không? Cái bên này là bán thôi. Cái bài này xấu rồi. Chị gái lấy thêm một trái các bạn. Đó này 90k nha các bạn. Mười một ký hai à rồi còn với mẹ luôn. Ồ quá trời cái mối luôn, mự như con heo luôn. Cái gì không bạn, đi qua tới bây giờ có mối đâu, cái mối đó chắc nửa ký quá, thanh thờ cái mối rồi các bạn. Đang thèm ăn cái muối đó không là no luôn. Rồi, muối này nhỏ hơn xíu. Muối dồn nữa các bạn. Có cá gì đâu. Có cá gì đâu đâu. Rồi, tính tiền đi. Đây một xíu đi. Bán này, bán để hàng xíu. Này nhiều quá. Sáu cái hai 90 500 chị gái mua ba trái các bạn, ba trái loại 90 mươi.